Sáng nay 15 tháng 1, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với công ty Honda ngôi sao tổ chức tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên và các em học sinh trường Trung học cơ sở Đồng Cường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng đầu năm 2024 trên địa bàn. Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, thực trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của một bộ phận thanh thiếu niên học sinh và mức xử phạt theo quy định đồng thời đưa ra các tình huống giao thông và cách xử lý để các em có thêm những kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông. Nhân dịp này, Công an thành phố đã triển khai cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trong quá trình điều khiển phương tiện đến trường. Cũng trong buổi tuyên truyền, các hướng dẫn viên lái xe an toàn của công ty Honda ngôi sao đã hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phương pháp ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đúng cách và kỹ năng lái xe an toàn.